Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của cái cục này trên đoạn từ 1 đến 2 cho đến số 2. Đầu tiên, chúng ta sẽ thế 1 chia 2 và số 2 vào y. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ thế x bằng 1 chia 2 vào cục này và số 2 vào cục này. Thì chúng ta sẽ tính ra được ln 1 chia 2 với lại cộng cho 7 chia 8. Và chúng ta có y là số 2. Như vậy chúng ta thế số 2 vào đây. Chúng ta có ln 2 trừ 1. Như vậy chúng ta đạo hàm cục này lên. Thì chúng ta có đạo hàm của lx, ln x chúng ta có 1 chia cho x. Còn cục tiếp theo đó chính là 2x. Còn số 1 là hằng số, chúng ta có số 0. Như vậy chúng ta rút gọn lại thì chúng ta sẽ có 1 chia x trừ cho x, trừ cho x. Như vậy chúng ta cho y phải bằng 0. Thì cục này bắt buộc phải bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có 1 chia x bằng x. Như vậy chúng ta thế x vào đây. Chúng ta đẩy cái x lên trên đây thì chúng ta có 1 bằng x bình phương. Như vậy chúng ta đặt căn bậc 2 cho hai bên, chúng ta sẽ có x bằng 1 và x bằng trừ 1. Chúng ta thấy trừ 1 không nằm trong cái đoạn này, như vậy chúng ta sẽ loại trừ 1 ra. Và chúng ta sẽ chọn cục này. Như vậy, sau khi chúng ta có x bằng 1, chúng ta thế ngược vào y. Thì chúng ta sẽ ra 1 chia cho 2. Như vậy, 1 chia cho 2 chính là giá trị lớn nhất. Còn vị trí x bằng 2 là giá trị nhỏ nhất. Sau khi chúng ta so sánh cả ba giá trị ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.